đây cho mẹ. Sắn này mua cân hay mua quả? Dạ bán theo cân mà. À, cân bao nhiêu? À, cháu bán 5.000 một cân thôi. Thế lấy cho bác xem gì nào. Thế bác chọn đi. Quả này ngon nhé. Chỗ này là 2,5 cân, 2,5 cân em cân cho bên này nào. 2,5 cân là 5 cân, 7 cân dưới bao tiền nhỉ? Em tính 7 cân ạ. 35.000 thôi ạ. 35 ạ. Để cho các chú ấy rồi tí về rồi lấy.
đưa ra trong kia đi.
ăn sáng không? Nào voi nào. Mày tao sẽ phá hai mẹ con nhà mày.